Israel bỏ kế hoạch tấn công chấp nhoáng Iran sau cuộc gọi của ông Biden. Israel duyệt kế hoạch trả đũa cứng rắn nhằm vào Iran, nhưng dường như thay đổi phương án sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Netanyahu và Tổng thống Biden. Đài phát thanh quốc gia Israel Khan hôm ngày 17 tháng 4 dẫn lời quan chức cấp cao giấu tên cho biết, nội các chiến tranh nước này đã chuẩn bị hàng loạt kế hoạch phản ứng từ trước khi Tehran phát động cuộc tập kích quy mô lớn vào đêm ngày 13 tháng 4 trong đó có phương án tấn công chớp nhoáng nhằm vào iran chỉ sau vài giờ tuy nhiên thủ tướng benjamin netanyahu đã từ bỏ loạt kế hoạch sau khi điện đàm với tổng thống mỹ joe biden chúng tôi sẽ đáp trả nhưng dường như hành động tiếp theo sẽ khác xa với những phương án được chuẩn bị sẵn sự nhạy cảm ngoại giao đã chiến thắng quan chức này nói đài can cũng dẫn lời một số nhà ngoại giao phương tây giấu tên nói rằng israel sẽ phản ứng nhưng với mức độ mềm mỏng hơn nhiều so với dự kiến Giới chức Israel chưa bình luận về thông tin. Iran đêm ngày 13 tháng 4, dạng sáng ngày 14 tháng 4, phóng hơn 300 máy bay không người lái, tên lửa, nhằm vào nhiều mục tiêu ở Israel để đáp trả vụ tập kích tòa lãnh sự ở Damascus, Syria hồi đầu tháng. Quân đội Israel đã phối hợp cùng các đồng minh Mỹ, Anh, Pháp và Jordan đánh chặn 99% quả đạn do Iran phóng ra. Truyền thông Mỹ hôm ngày 15 tháng 4 dẫn lời hai quan chức giấu tên nước này cho biết ông netanyahu đã hủy kế hoạch tấn công đáp trả iran ngay lập tức sau cuộc điện đàm với ông biden do cuộc tập kích của iran không làm công dân israel thiệt mạng hay gây ra thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng các quan chức mỹ nhận định israel sẽ chọn phương án nhắm vào mục tiêu bên ngoài lãnh thổ iran gồm lực lượng ủy nhiệm của tehran hay binh sĩ iran đồn trú ở nước ngoài Aviv nhiều khả năng không muốn động thái phản ứng của mình làm bùng phát xung đột ở trung đông hay phá vỡ liên minh đã giúp nước này chống lại cuộc tấn công của tehran